À, con xin phép chào cụ nhé. Cụ có thể giới thiệu là cụ tên là gì? Tên Nguyễn Thị Em. Nguyễn Thị Em, cụ em đúng không ạ? Hôm nay là cụ về đây nhờ giúp đỡ gì đấy cụ? Nhờ giúp đỡ dùm mấy gái đi bỏ nhà đi Cụ là quê ở đâu? quê Tây Ninh Tây Ninh, xa. Sáng nay là cụ về với ai? đi với mình Đi mình hên. Ô, cụ đi bằng xe gì? đi cho biết đó Xe buýt ha. Sáng cụ ăn sáng chưa? có ăn rồi Mình ăn ăn gì? Ăn bún em phở. ăn bún riêu quá Bún riêu ha. Bún riêu ngon ha. Không ăn phở rồi ăn bún riêu. mình khổ mà ăn phở ăn gì nổi Ủa là cụ em là năm nay là nhiêu tuổi cho cụ em? 73 73. 73 là hình như là con thấy cụ là hàm răng là lưa thưa rồi đúng không? bị hồi đó chạy xe rồi thắt không ăn á rồi trong cái tường á Ôi trời đất ơi. Sáng không ăn. Tức là giờ cụ còn nhai được không? Ăn thịt được không? ăn thì cũng nấu thì cũng là bậy bạ Cái này chắc ăn cháo chứ được ha. thịt cơm Thịt băm. Tức là cụ về đây là nhờ giúp đỡ là tìm con. tìm con Rồi sau đây thì cụ trực tiếp cụ chuyện trò với lại chú Châu nhá. Chú Châu đây là anh của hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải và là người mà đang giữ máy hotline. Là người mà trực máy á. Dạ. Rồi mời cụ. Cụ với chú nói chuyện đi. Chào em, chào chị. chào chào À, giống không? Gặp nhau À, rồi chẳng chị muốn đến đây lìa chị xa. tìm ai vậy? Tìm nhỏ gái này nè Gái này hả? Nhỏ gái này có chồng chưa? có chồng hai đứa con nãy hai mấy tuổi rồi Hai mấy tuổi rồi? con hai Bảy, bảy tám tuổi tám tuổi thì đi lâu chưa? Con chị đi đi lâu bữa chưa? nay nữa 17 ngày rồi 17 ngày. 17 ngày mà đi biết đi đâu không chị? giờ không biết đi đâu mà đi tìm nhờ mấy chú Nhờ mấy chú chữ ai viết đây? chữ mời cái thằng cái với chứ tôi đâu biết chữ đâu Tên ai ký? tên tôi ký Đợ, chữ cũng đẹp phải không? Lời đẹp mà chữ cũng đẹp. Hồi xưa chắc đẹp gái lắm nha. Cái miệng này miệng chu này miệng nhỏ nhọn này miệng có duyên lắm nè. À. cũng không đẹp chứ Đẹp à? Nói gì bình thường đi. hay có mấy tường tôi thì ít lời lẽ lắm Rồi bởi tôi mới ngồi chung chị cho chị đặt cái tư thế cho nó thoải mái mà. Thấy không? Để chị mới trình bày lên đây. À. Chứ còn nếu mà chị ngồi mình chị tư thế chị không có được thoải mái. Tôi mới ngồi Tôi nghe từ nào không có liên bài dụng này rồi Cụ em nói là cụ chuyện em ở nè nhà là cụ em nói là chuyện có nghe việc rung gì? lắm Ngày mốt rồi nó rung đi không? cũng là mượn Làm người mướn không? già Cũng làm già đâu mướn. có ai muốn gì giờ Thôi đừng nào đi làm mướn, hay làm thuê. Cái nó về nhẹ nhàng chút. Làm mướn là cả đời làm mướn biết không? Thấy không? mượn Rồi giờ già rồi không làm mướn nữa. Nên mình làm thế thuê. Thấy không? Để cho nó nhẹ nhàng ngay chút. nhẹ Thấy không? nhàng hơn Làm mướn cả đời hết á. Thấy không? Thôi giờ chị trình bày đi. Con chị đi sao? Chị trình bày đi nè. đi thì đầu nó Rồi đi cô cầm lấy tấm hình giúp con nha. nó đi là cũng nghĩ chứ nghiệp nó cũng đi trận trước thì nó đi Cụ bình tĩnh giúp con nào. À, ban đầu thì con thấy cụ khi mà cụ về đây cụ rất buồn nhưng mà có chú Châu là người an ủi gọi là tinh thần cho cụ ở phút giây ban đầu để cho cụ bớt buồn đi. Dạ thưa cô chú anh chị thì vừa rồi là chú Châu chú cũng tâm sự với cụ nói chuyện với cụ để cho cụ vơi đi cái nỗi buồn bởi vì chú Châu chú nhìn thấy là cụ khi về đây cụ rưng rưng nước mắt nên mà chú Châu chú an ủi tinh thần cho cụ. Thì sau đây xin mời tất cả cô chú anh chị hãy cùng lắng nghe và theo dõi hết video này để biết cái sự việc của cụ em quê ở Tây Ninh. Và đặc biệt là năm nay là hơn 70 tuổi rồi. Lặn lội một quãng đường rất xa để về đây nhờ anh em đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải giúp đỡ. Câu chuyện như thế nào thì xin mời tất cả cô chú anh chị hãy lắng nghe và xem hết video này. Vậy là con của cụ là năm nay là bao nhiêu tuổi cho cụ? 50 50 tuổi. con mèo Có gia đình cho cụ? có gia đình là Rồi chồng con đâu? chồng ly thân Lâu cho cụ? lâu rồi chồng ly thân lâu Vậy là con gái của cụ bây giờ là có mấy đứa con rồi? hai đứa Hai cháu ngoại. hai cháu ngoại Đang ở với cụ hay ở với ai? ở với mẹ nó mà mẹ nó đi Là con gái của cụ chính đó là có nhà riêng chưa? có nhà riêng Cụ có ở chung không? không cũng ở gần Sát vách, gần nhau đúng không ạ? gần nhau Con gái của cụ sau khi mà ly hôn chồng thì đã đi bước nữa chưa? Có đi bước nữa không? hẹn đi cũng lên mạng điện thoại đi hẹn tùm lum À, tức là có quen người khác đúng ở không ạ? ngoài khác Và lần này đi thì con gái đi là cụ thể là ngày nào cụ? đi bữa ngày 29 mình á 29 âm lịch à cụ? Tháng 1 à cụ? tháng 4 nè Tháng 4 29 tháng 4
29 rồi. Ừ, 29 mình 29 mình giờ tháng 1, tháng 2. Ừ. Hôm nay là 16 ừ. âm tháng 2 ừ, tháng à. Ừ. Tây, đi nay 17 ngày á. 17 ngày. Ngày. Ừ, 29 tháng 2 rồi. Khi đi thì con gái của cụ có mang theo thứ gì đi không? Mang hết chiếc xe với dạng dạng. Chiếc xe, xe gì cụ? Xe Alat á. Abelet. Alat. Cụ có nhớ được đi? Có giấy. Cụ có nhớ được biển số không? Chắc không. Đây, đây, có. Cụ cứ ngồi đấy đi. Cụ cứ ngồi đấy xíu nữa con lấy cũng được ha. Khi đi con gái có nói với cụ là đi đâu không? Không, không nói hết. Có nói với các con, có nói với các cháu ngoại không? Không, không nói, tự đi luôn. Trời đất ơi. Vậy lần này là cụ sợ là con gái nhà mình đi đâu? Sợ bị lừa, sợ lên trên ta lừa. 50 tuổi thì ai lừa được đây? Trời ơi, lên mạng nhiều thằng lắm. Linh mạng hả? Ừ. Cô biết linh mạng không? Không, cô không biết gì hết. Bấm bấm chiếu chiếu á? Không, ngồi là không biết chai điện thoại này. Thật sự mà chai nói cô bắp thôi. Dạ. Con gái ở nhà là trước khi bỏ đi thì con gái ở nhà làm công việc gì cụ? Đi làm công ty. Làm công ty, bằng đầu đi thì về. Làm công ty cái đi, riết chúng đuổi luôn. Chúng đuổi luôn? Ừ, sao đuổi. Đuổi vậy? Thì đi quá ngày vậy, tao đuổi. Nghỉ vô phép rồi, tao đuổi. Tao đuổi. Bò bịch rồi nhà, nghỉ vô phép. Nghỉ không kỹ lực thì đuổi thôi chứ đừng. Trước kia là con gái của cụ có đi như vậy không? Thì cũng đi chừng 5-3 bữa về. Ô cô... trời đất ơi, vậy là thường xuyên đi ạ? Ừ. Con gái của cụ cũng ngoan không? Thì ngoan lanh lắm. Ngoan lắm hả? Ừ. Con gái cụ ngoan lắm đúng không? Ừ. Ngoan mà mới đi có mấy lần thôi. Ừ, đi mấy lần, lần này đi không thấy về luôn, lần này là đi hơn nửa tháng luôn. 17 ngày rồi. Không có liên lạc được luôn. Có gọi điện về hỏi thăm cụ, hỏi thăm cháu ngoại không? Không có hỏi gì luôn. Vậy là con gái của cụ tới giờ phút này là khả năng là bị lừa rồi. Ừ, bị lừa. Bị sập bẫy rồi. Cụ có buồn không? Cũng buồn. Cụ mấy người con? 5. Chị này là con thứ mấy? Thứ 3. Thứ 3 ha. Còn mà mấy người con của cụ có đi tìm chị em với cụ không? Không có đi, mình cụ đi. Rồi, tuổi già khổ, mình khổ, giờ lo làm. Vậy là ở Tây Ninh là cụ ở mình hả? Ở với thằng Úc. Ở với con trai, mà năm nay cụ 7 mấy tuổi mà cụ vẫn phải đi làm thuê á hả? À, nay đâu có ai việc là làm gì ở nhà, giờ rước cháu nội. Tây Ninh mình... Tây Ninh mình đẹp làm sao mà. Nhưng mà cụ tuổi già rồi, cụ ở nhà con nuôi không được hả? Con vẫn cũng khổ, đứa nào cũng khổ. Khổ lắm hả? Cụ ăn được bao nhiêu đâu mà con không nuôi được. Hẹn cũng nuôi cơm đâu đó mà được. Cụ ăn được một ngày được mấy bát cơm? Một bữa bát mấy. Có bát mấy mà sao các con không nuôi được hả? Hẹn nuôi cơm đâu đó đó. Nuôi cụ kìa. Hẹn mà anh có tiền thì cho. Cụ dễ thương quá. Trời ơi, hồi xưa là đẹp gái lắm à. Ô chú là có biết cụ của cụ này từ trước không? Không biết mà thấy tướng biết. À, đoán tướng à. Đoán tướng đẹp gái à. Chú Châu hay à. Ừ. Miệng này trước mấy bao nhiêu theo? Giờ cũng không. Có duyên lắm mà giỡn à. Giờ cũng không nhớ. Nhưng mà con thấy cặp tai á, chú Châu nhìn thấy cặp tai của cụ sao? Tai thông minh lắm à. Nhưng mà hồi trẻ là cụ nhiều người theo lắm hả cụ? Thật luôn hả cô? Ôi trời ơi, dữ vậy hả? Cụ dễ thương thật luôn á. Hồi xưa đẹp trai gái lắm, giỡn là tại đúng cái sao xấu á, thấy không? Sao này sao xấu nên sao này giờ xấu. Hồi đó là cụ là bao nhiêu tuổi thì cụ lấy chồng? 19 tuổi. Mình lấy chồng trẻ với cụ. Ừ. Chị cứ nói tự nhiên nha. Ừ. Đưa ngồi để cho chị nói thôi. Ừ. Chị nói. Bây giờ cụ nhớ con không? Nhớ. Cụ nói chuyện với con của chị, cụ nói chuyện với con của cụ đi, để con của cụ xem được video này, con của cụ sớm quay trở về. Nói con ơi, con về với mẹ đi, mẹ nhớ con nhiều lắm. Thương quá, thật sự rất thương. Mà tới giờ phút này là con của cụ là không có thương cụ và không có thương các cháu ngoại, đặc biệt không có thương gia đình. Nếu một người con mà thương gia đình, thương đặc biệt là một người mẹ già như cụ thì lại không có nhiều lần mà bỏ đi một cách vô lý do như vậy, đúng không ạ? Mà có thể rằng là con gái của cụ chơi các trang mạng xã hội cũng như là bị cám dỗ theo lời ngon tiếng ngọt. Tới giờ phút này là chưa biết được cái sự an toàn như thế nào. Và đặc biệt rằng là không biết còn ở Việt Nam hay không. Có thể là bị lừa dụ dỗ bán qua nước ngoài cũng nên. Vậy là 17 ngày trời là mình không có liên lạc được với con không? Không liên lạc được. Giờ tội hai đứa cháu ngoại hả cụ hả? Tội hai đứa cháu ngoại. Khổ quá khổ. Cái sự việc này trong từ đầu, chú Châu này, chú Châu là người mà nghe máy trực tiếp của anh em đội Sĩ Nguyễn Thanh Hải.
chú có thể chia sẻ là cái năm 2024, từ đầu năm tới giờ là mới hơn một tháng trời thôi, là chú thấy là cái sự việc mà tình trạng bà con nhờ anh em đội hiệp sĩ nhà mình là có đông không chú? Từ đầu năm đến giờ thì tình hình mà gia đình, con cái, cha mẹ, anh em và các đứa thanh niên từ 19 trở lên và 13 tuổi cũng có nữa, dưới tuổi gì đi cũng có, bỏ gia đình đi, đi đủ môn, bán cà phê này kia các thứ. Nên cái ca của chị này thì mong rằng cộng đồng chia sẻ. Chị này là 73 tuổi rồi, chỉ sức ốm gầy này kia, chỉ xuống đây một mình, đi một mình xe ôm, thấy không? Rồi chị không có biết nói gì hơn thì thôi, hai lời của chị này tôi cũng mong cộng đồng chia sẻ mạnh lên để cho chị, con chị gặp về với chị gia đình, dặn cụ nuôi hai đứa cháu ngoại, tuy rằng hai cháu ngoại lớn nhưng mà cũng có mẹ nhà để dạy dỗ cho con, luôn luôn cần cái tình thương của người mẹ, của người mẹ. Tuy rằng bà ngoại có thương đi nữa cũng không bằng bà ngoại, bằng mẹ ở gia đình. Dạ. Do đó thì mong chị này, thấy không, chị gái, thấy không, về gia đình, về với bà già, bà già, tại vì bà già cũng đã cũng già rồi, thấy không? Thấy bà vậy với bà đi, con nãy mẹ nghe bà nói tôi bảy bao nguyên cái cổ xe đỏ, chiếc xe tay đinh cho bà về. Chú bao? Chú bao? Bao bài ca. Chứ giờ ca bạn chiếc xe đinh đi, tay đinh đi. Không biết ca. Không biết ca hả? Đừng khóc nữa. Thôi cô đừng khóc nữa nha, cô đừng khóc nữa, các con sẽ tìm cô. Em nói vậy chị với ông, chị cho lấy cái bình tĩnh lại, chị nói tiếp cho gái nghe. Hả? Được không? Được. Cô cười cái nào, cô cười cái cho con vui nào. Cười đây, cười đây. Cười. Khóc mà từ ngoài kia khóc vô cái miệng này, cái mặt này khóc vui lắm nè. Khóc xấu lắm cô ơi. Khóc là xấu. Khóc nhằn hết ra mặt rồi kìa. Về có công mình thấy. Tại gái nó về, chứ về đâu có khóc đâu. Về thì đâu có khóc. Về là mình vui ha. Về mình vui. Dạ. Rất thương cô. Một người mẹ mà tuổi đời năm nay 70 mấy tuổi rồi, tóc bạc hết rồi, lưng còng rồi, mà tới giờ phút này là phải lặn lội, mặc dù là trong khi đó là gia đình vẫn có các con, nhưng mà tiếc rằng là các con lại để một mình cụ đi. Đó là cái điều mà đáng buồn. Gọi là cha mẹ nuôi con như biển hồ lây láng. Một mẹ có thể nuôi được rất nhiều người con, nhưng mà nhiều người con lại không thể nuôi được một mẹ. Đúng không ạ? Đúng. Đó cũng là cái điều mà bản thân con ngồi đây cũng như chú Châu thì rất là buồn. Rất nhiều người hay đi chùa. Con nói cái này không phải là con phê phán hay con chê trách. Rất người, nhiều người hay đi chùa. Có thể rằng là lên là quỳ lạy rất là nhiều, quỳ lạy Phật rất là nhiều. Nhưng mà nhiều người lại không nghĩ rằng là cái người Phật sống mà đang ở nhà mình là người cha, người mẹ, thì lại không bao giờ mà lại yêu thương có hiếu. Đó là cái điều thật sự rất đáng tiếc. Bởi vì mình có, dù như thế nào đi chăng nữa, mình có muốn thành công, thành người, thành nhân, thì cái điều đầu tiên là mình phải có hiếu trước. Bởi vì công ơn của cha mẹ là như biển hồ lây láng. Mà tới giờ phút này thì con của cô đang làm cho cô thật sự rất là buồn. Thôi cố lên cô ạ, cố lên cụ ạ, cụ, con xin lỗi. Cụ nhá, cụ bây giờ cụ về cụ cố gắng là cụ ăn uống, giữ gìn sức khỏe. Thì cái việc này là để cho con cũng như là tất cả các cô chú anh chị, cũng như anh em đội hiệp sĩ Thanh Hải giúp đỡ gia đình nhà mình đi tìm con về cho cụ. Cụ còn điều nào cụ muốn chia sẻ không? Hiện giờ cô muốn bệnh đợi nguyên chú của chú Hải, chú này chú gì? Chú Châu. Chú Châu. Giờ cũng giúp đỡ bệnh cho cô chứ giờ. Nếu quay cũng... là đẹp gái dữ vậy à. Giờ cũng... Mình giang nữa. Cô cười đi, cô cười đi cho vui nào. Giờ cô lạc lẹ lắm. Cô cứ cười tươi lên. Mình thường thường mình làm ở Tây Ninh, mình làm thuê là cụ làm công việc gì? Cũng đi làm chị nhẹ nhẹ rồi cũng... số cạo đó là rồi ta cạo rồi tới dục số ngày được ngày như chị làm mụ ngày cũng trăm mấy, có khi bảy tám chục. Ôi sao bèo dữ vậy, mấy giờ đi sáng? Mình đi sáng đi hả? Sáng đi cạo mà tới dục mụ á, mình lộn chị lộn mũ thôi chứ cạo mũ là phải 3 giờ đi à. Cạo mũ mình già đâu có cạo được. Mốt hả chú? Chót lộn mốt mũ mũ
đắt. Cạo rồi anh chục coi muỗng dây á. Muỗng dây. À, cái này là mình mót xong mình bán lại đúng bán. Không? Vậy vậy cái món này người ta không truy tố bà tội ăn cắp mũ. Lọ anh ta dùng mình lộn chứ có gì đâu á. Ừ, lộn có ghi phép không? Tôi châu ghẹo cũ, ghẹo cũ nữa. À, mà mốt cái tội vậy, chị là tội ta truy tố tội cấp mũ. Đâu có mũ nữa. Cấp mũ dây phải không? Chú ghẹo cũ quá. Bây giờ cứ người ta nói sao vậy đấy. Ừ, chị này gặp tôi chị khoái chị cười riết. Nãy chị khóc, giờ chị cười không à. Đúng gặp chú cười đi cho cụ đỡ buồn chứ. Trời đỡ, đỡ buồn lắm. Về nhà. Giờ chị ngồi mấy ông mình nha, tôi ra nha. Ừ. Rồi, ngồi khóc đi. Ngầu ngầu chứ có gì đâu ngầu. Dạ thưa cô chú anh chị, thì thật sự đây là một câu chuyện rất buồn. Và trong thời gian vừa qua thì anh em cũng ghi nhận rất nhiều ca. Và ngày hôm qua thì cũng có một ca là cũng một cụ là 84 tuổi để về để tâm nguyện cuối đời là tìm được con gái. Thì ngày hôm nay anh em lại tiếp tục ghi nhận cái sự việc là một cụ là 73 tuổi. Nhưng cụ 73 tuổi cụ thì nhìn có vẻ rằng là tuổi 73, nhưng mà con thấy là cái thân hình của cụ là rất là già yếu, yếu hơn rất nhiều. Nên rất mong được sự chung tay góp sức của tất cả cô chú anh chị trên cộng đồng mạng xem và chia sẻ video này. Hy vọng một ngày gần nhất thì anh em đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải sẽ có tin tức của con gái của cụ để giúp con gái của cụ sớm quay trở về đoàn tụ cùng với lại mẹ già và chăm sóc các con ở nhà. Thì nếu cô chú anh chị có thấy chị gái trong hình ở đâu thì làm ơn liên hệ về với số của đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải 0913785858 để anh em đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải giúp cũng như là khuyên chị gái sớm quay trở về để đoàn tụ chăm sóc mẹ già cũng như là chăm sóc các con ở nhà. Thì hôm nay cụ về đây nhờ các con đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải quay phim ghi hình đăng tải lên khắp các trang mạng xã hội để tìm con gái của mình. Cụ có đồng ý cho các con đăng video này lên khắp các trang mạng xã hội đó, không? Đồng ý. Đồng ý ha. À. Là các con là giúp cụ là hoàn toàn miễn phí cụ nha. À. Chúc cụ thật nhiều sức khỏe. Ừ, cũng cảm ơn bên bên đã chú Hải với chú. Cụ phải luôn luôn cụ cười vậy nhá. Dù có chuyện gì đi chăng nữa cụ phải cười lên nhá cụ nhá. Rồi bây giờ là cụ lên nhà nhá, xong đó thì cụ về nhá cho khỏe mạnh nhá. Cũng nhờ đợi bên nghề sĩ chú Hải giúp đỡ. Đây là chú Châu. Chú Châu là anh trai của hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải. Dạ rồi thì cũng giúp đỡ dùm mình cho con gái nhận con gái nữa về. Cụ dễ thương quá, cụ rất dễ thương. Nếu ngày mai về rồi qua đây kết nối yêu thương nha. Kiếm người mới chị á. Chắc cũng kiếm không nổi nữa quá. Kiếm không nổi, giờ kiếm không nổi. Ở chung với người già cho vui. Cụ dễ thương lắm luôn á. Bây giờ cái cũng nấu không nổi nữa đâu. Dạ rồi con xin phép chào cụ. Dạ rồi em cũng xin phép chào tất cả cô chú anh chị trên cộng đồng mạng. Hẹn cô chú anh chị ở những video tiếp theo.